Xin chào mừng quý vị và kênh các bác đã quay trở lại với kênh của em Tuấn Nhé Đồ Châu Âu. Chắc hẳn rằng là quý vị kênh các bác cũng đã chơi và nhiều bác là đã sưu tầm những chiếc đồng hồ để bàn, đúng không ạ? Nhưng nếu mà để mà nói mà các bác có một chiếc nó độc đáo và nó đẹp như này thì thực sự là cũng chưa chắc anh em nào đã có cơ hội và anh em đã có điều kiện để sưu tầm chiếc này. Và hôm nay em xin phép được giới thiệu tới quý vị các bác chiếc đồng hồ Frank Hamler & John đến từ đất nước Đức. Cái cờ Đức ở góc thì các bác nhìn là các bác nhận ra rồi, đúng không ạ? Và tổng thể của chiếc đồng hồ này thì nó có cái hay, cái độc đáo ấy. Thứ nhất là ở cái kiểu dáng thiết kế và cái bộ máy và cái chất chuông. Thế thì em sẽ đi cho các bác trong 3 phần. Đấy, về thiết kế thì tổng thể của nó chiều cao khoảng xấp xỉ 36 phân. Chiều rộng của nó khoảng 32 phân và chiều sâu của nó khoảng 23,5. Chúng ta đã biết thì đây, cái chất liệu gỗ của những cái con cao cấp bên đấy thì đều là gỗ óc chó hết. Quý vị các bác thấy đến những cái vân nù của óc chó nó tuyệt đẹp luôn. Đấy. Và đây chúng các bác xem từng đường nét một với những đường nét kính cong uốn lượn và lộ cơ, tức là lộ được bộ máy ra. Nó sâu hết cả cái bộ máy ra thì các bác có thể xem được cách mà bộ máy nó vận hành, đúng không ạ? Và cái máy nó có đẹp hay không thì đúng là con này rất là dễ nhìn. Chúng ta có thể nhìn xuyên thấu luôn cỗ máy này, đúng không ạ? Dòng này thì chắc chắn là bộ máy nó mạ vàng hết rồi, thì các bác không phải bàn một tí gì, nó quá xuất sắc rồi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rồi, gỗ kia của nó là lung linh. Đấy, dòng này thì các bác có thể coi như là một dòng mới cũng được luôn quý vị các bác ạ. Đấy, thì đây bản chất thì những chiếc đồng hồ là chiếc đồng hồ mới các bác nhá. Đấy, và nó bên kia thì nó sưu tầm giá trị rất là cao. Đấy, với các bác bên các nước châu Âu ấy, cái gì mới ra thì rất là đắt nhưng mà cũ thì nó sẽ rẻ đi. Đây, một cái tay nắm giúp chúng ta có thể mở cánh cửa này ra. Đấy, các bác có thể ngắm thiết kế quá hay, đúng không ạ? Và bên trong lộ ra đây những cái đường nét mạ vàng, một cái logo Frank Hamler & John. Quý vị các bác có thể thấy đây là một cái số mặt tròn với đây chúng ta nhìn đây với những cái cọc số rất là rõ ràng đây, la mã đây, chiều đường kính mặt con này nó rơi khoảng 18.5, xích xoát 18.5 quý vị các bác nhé. Nhưng cái hay, cái độc đáo của nó là chúng ta nhìn đây, trên mỗi một cái kim ấy, đấy mặt này thì người ta gọi là mặt người ta gọi là có 5 cái bộ kim quý vị các bác, 5 bộ. Nhưng mà thực tế là nếu mà đếm ra thì phải có đây, các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kim, gọi mặt số 6 kim đấy, với cái 5 cái bộ phận mà nó chỉ đấy, chỉ giờ chung này, giây này, tháng này, ngày này, thứ này, đúng không ạ? Nó cũng đầy đủ này. Đấy, Monday thứ 2, Tuesday thứ 3, Wednesday thứ 4. Đấy, rồi là thứ 5, Friday thứ 6, Saturday thứ 7 và Sunday là chủ nhật. Còn ngày nhất là đầy đủ. Chúng ta có thể thấy đây, tháng cũng vậy. Từ ví dụ từ tháng 2, tháng 3, tức là tất cả mọi thứ theo tiếng Anh hết các bác nhá. January, February, đấy. Đầy đủ, chúng ta thấy không ạ? Đến tận cho tháng 12, November, December. Đấy, rất là đầy đủ trên mặt số. Và cái hay của nó là trên mỗi mặt số chúng ta thấy có những cái ánh ngọc trai lấp lánh đấy, như cầu vồng. Đó là cái tuyệt hảo của người Tây, người ta thiết kế người Đức. Một cái ngôn ngữ thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Một bộ kim này là bộ kim tôi xanh, chúng ta có thể nhìn đi ạ. Kim này nó có chất màu nó sẽ khác đấy, chúng ta sẽ nhìn quan sát kỹ được thấy, đúng không ạ? Kim dây thì luôn chạy rồi. Chuông của đồng hồ thì cứ 15 phút là sẽ chơi nhạc một lần. Và bản nhạc đó là bản nhạc Westminster. Phần vành của mặt với phần tất cả phần trục chân vách được mạ vàng các bác nhé. Mạ vàng, tất cả mạ vàng hết nên nó đẹp, tuyệt đẹp. Đó là chất chuông ạ. Rất hay, đúng không ạ? Và mọi người nghe tròn giờ nè. Đây, quý vị bác xem cái phần nó đánh nhé. Đấy, đến đây thì nhiều bác vẫn còn rất là tò mò, đúng không ạ? Xem chuông nó phát ra và đánh ra như nào. Thì đây, trong đây thì có một chiếc chìa khóa này và một cái chặn kim. Khi các bác mà muốn đây, ví dụ như các bác mà muốn đồng hồ nó dừng lại để di chuyển thì các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, thế thì các bác đút đây thì cái kim đến đây nó dừng, nó không chạy nữa là các bác sẽ dừng cái đồng hồ được. Vì đây là dòng nó chạy bằng tóc,
đấy bằng sợi tóc. Và như cái đồng hồ đeo tay thì các bác để bình thường, nếu mà còn có thì không bao giờ là dừng được. Thì đây là cách dừng rất là đơn giản đúng không ạ? Ok, và em mời các bác xem bộ máy này. Thì xin phép lại xem quay lại mặt phía sau. Đây, quý vị các bác đây. Đấy, sẽ bê con này lên và sẽ quay lưng lại. Quý vị các bác nhé. Đây, các bác nhìn góc nghiêng trước này. Góc nghiêng rất là đẹp. Đúng không ạ? Lộ hết cả một bộ máy ra rồi. Quay mặt phía sau cho các bác xem. Trực tiếp cận cảnh cái bộ máy này. Giá trị của bộ máy này. Đây là bộ máy đây. Đây là bộ máy Fran Hamler. Trên đây thì nó sẽ ghi là 11 UL. Tức là có 11 đá hồng ngọc quý vị các anh các bác nhá. Đó, made in Germany rồi series của máy đây. Và đây là bộ bộ nhạc đánh bằng những cái bát, cái chén này. Và như vậy thì xin mời các bác để quan sát những cái sợi, cái chân trục, chân kính nhé. Ở trên hộp tóc ấy, nó có hộp tóc bảo vệ, quý vị nhìn nè. Thì nó có các cái đầu này nó đều có đá đỏ, đá hồng ngọc nó bảo vệ hết đúng không ạ? Rồi những cái chân kính như này cũng có cả này. Tổng cộng là có 11 viên các bạn. Nó giảm thiểu ma sát, chống mài mòn rất là tốt. Vách máy thì đều được hãng mạ vàng, nhìn ngoài sẽ cực kỳ đẹp. Quay trong đây khó mà thể hiện hết cái sự đẹp đẽ của bộ máy này. Và như vậy em xin mời quý vị và các bác thưởng thức âm thanh của chiếc đồng hồ này. Đây, quý vị và các bác cùng nghe thử chuông nào. Xin mời quý vị và các bác để ý xem con này. Đó là 15 phút ạ. Tiếp tục cho đánh 30 phút. Và em cho đánh 45 phút. Tiếp tục là tròn giờ. Rất hay đúng không ạ? Rồi ok, và xin mời các bác ngắm lại chiếc đồng hồ một lần nữa. Các bác đã tìm hiểu về máy, về chuông đúng không ạ, về chất lượng. Tất cả máy móc thì em sẽ bảo hành 3 năm, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Đấy, và mời quý vị và các bác quan sát lại một lần nữa xem chiếc này. Em sẽ quay vòng lại để quý vị và các bác ngắm tổng thể chi tiết chiếc đồng hồ này một lần nữa. Đây chính là chiếc Fran Hamler & Jones. Đây quý vị và các bác nhé. Đấy, lù liếc rất là đẹp, đường nét chấm hết luôn. Đây, quý vị và các bác có thể ngắm tổng thể trước đây, một chiếc đề bàn Fran Hamler & Jones. Bác nào yêu quý thì có thể điện thoại cho em, số điện thoại là 070-330-7532. Quý vị và các bác nhớ nhé, 070-330-7532. Tất cả một sản phẩm như này thì em xin phép bao zin tuyệt đối, bảo hành 3 năm, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Chiếc này là các bác tìm cũng rất là khó đấy quý vị và các bác nhé. Vâng, nếu như không phải các bác mà có duyên thì cũng không thể gặp được những chiếc như này. Và vâng, các đại gia và các tín đồ của đồng hồ cổ đúng không ạ? Bác nào thích sưu tầm những chiếc đồng hồ đẹp, đồng hồ chất thì đến với em Tuấn xem tại V2 Victoria Văn Phú Hà Đông Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui ạ.